Xin mến chào các chú anh chị ha. Hiện tại đó vậy, nhà đang có mặt ở khách sạn 5 sao. Wow, cái view nè. Ở thành phố Nha Trang đó vậy. Phải nói là cũng rất là khó khăn ha. Để mà tìm được cái good deal ở cái khách sạn 5 sao này. Wow, vì xem ở phía trong. Đó, các bạn thấy là cửa kính phía trong. Trong hay có giường này nọ các kiểu ở trong đó, chút xíu nữa nhà vô trong thì hình của chú anh chị xem ha. Cái quan trọng nhất là cái view ở ngoài đây, đấy là chỗ nào đây à, cô chú anh chị nhìn nè, lầu 27 nhìn xuống đó, bãi biển thành phố Nha Trang đó, cô chú anh chị thấy không, bãi biển thành phố Nha Trang hay cái view này sống ảo là số 1 luôn á. Wow, nhất luôn đó, để lên đây cho chú chị xem. Wow, đó, đây là ngay chỗ quảng trường đó quý vị, quảng trường ha, quảng trường gọi là quảng trường 2 tháng 4 ở trung tâm của thành phố Nha Trang đó, nó nằm bên cạnh tháp Trầm Hương đó, vậy thấy không, bên cạnh tháp Trầm Hương, phải nói là VIP luôn, quá đã vậy ơi, khách sạn 5 sao đó, lần đầu ở luôn, sang chảnh. Wow, nó vị thấy không, cái view này còn đầu cái gì nữa đó. Đây là cái con đường Trần Phú ha, con đường Trần Phú, đường Trần Phú nhìn ra biển đó, cái nơi mà Nhã rất là mê và mơ mộng có một lần được ở đây, không ngờ hôm nay thành sự thật đó, cái view sống ảo sang chảnh luôn quý vị. Wow, cực kỳ đẹp ha, nó vậy thấy không, ở dưới đường thành phố người ta chạy xe nè, hồi đã quá trời thoáng ha. Không biết ở đây nhìn ra thấy cầu Trần Phú hay không. Ở đây có cái góc cái khách sạn nó che lời đó vậy đó. Nhưng mà cũng nhìn ra được cái hướng có cái trường Đại học Thủy sản Nha Trang ha, hình như cái xa xa đó là khách sạn Mường Thanh hay cái gì đó, 3-4 tòa nhà đó vậy, nhớ biết phải không nha. Nó cũng 2 năm rồi nó mới quay lại thành phố biển Nha Trang ha. Đó. Mời cô chú anh chị cùng xem với Nhã. Đó, mình quay trở lại thăm Nha Trang. Đó, vào năm 2020. Đây tháp Trầm Hương đây. Ừ, công nhận đẹp quá. Ôi. Có biển nữa vị. Biển nó thổi vô nè. Ôi, sóng biển số 1 luôn đó, các bạn thấy không, quảng trường 24 hình gì ha. quá đẹp. Góc bên đây để nhớ quay hình cái góc ngay cái mé Trần Phú mà phía bên đây ha, thì mình có hướng về cảng cầu đá Nha Trang. Cô chú anh chị xem đó, cô chú anh chị thấy không, wow cực kỳ luôn, đẹp quá vị ơi. Ồ, cái đường bờ biển Nha Trang nè, nhìn rất là thoáng ha, cực kỳ luôn, siêu đẹp. Phải nói là siêu đẹp luôn đó vị. Quá đã ha. Novotel nó còn thấp hơn cái tòa nhà của Nhã đó. Đó vị không? Novotel phía bên kia kìa. Novotel ha. Đó. Tòa nhà của Nhã cái lầu đó vị là 27 mà nghe nói đó là tới 40 lầu của cái tòa nhà Panorama này lận. Còn đây là hai cái ghế để quý khách có thể là sống ảo
chụp hình tự sướng, uống cà phê các kiểu ở đây ha. Đó, chụp hình sống ảo, uống cà phê các kiểu ở đây. Đó, vậy thấy không? Khung cảnh. Đó, bây giờ nhã ngồi. Đó, cái view sống ảo nữa vậy. View sống ảo ở phố biển Nha Trang nha. Wow. Đó, vậy thấy không? Cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp. View sống ảo. Chọn cái góc này cho nó đẹp ta. Ồ, bên tháp trầm hương này đẹp hơn. Đó, bởi vì tháp trầm hương là cái biểu tượng ở thành phố biển Nha Trang đó vậy. Nên cái góc này là nhất ha. Rồi quý anh chị thấy không? Góc này là nhất. Rồi, nhớ sẽ ngồi đây. Ngồi đây, ngắm cảnh. Ê da. Tháp trầm hương. Xứ biển Nha Trang. Quá đã luôn quý vị ơi. Công nhận. Công nhận. Những người mà họ giàu có, họ làm lụng có tiền nhiều á vì ở sướng quá. Vì thấy không? Còn dịp này là nhả được bao á, mới dám ở đây. Đó. Mà cũng coi như xong cái chuyến đi này nhả sẽ bật mí là cái giá phòng nhả book cái phòng ở khách sạn mà có cái view đẹp nhất phố biển Nha Trang là nhiêu nha. Ok, và chú anh chị thấy không? Tháp trầm hương. Ngồi ngắm biển cực kỳ ha, đẹp quá trời đẹp. Đây, mời cô chú anh chị cùng ngắm với Nhã luôn, cùng ngắm với Nhã luôn. Wow, thoáng quá, thoáng quá anh em ơi. Đó, thoáng quá, thoáng quá. Rồi nhìn trên cao cho anh đã đi. Đó. Phố biển Nha Trang. Wow, tháp trầm hương. Cực kỳ đẹp luôn quý vị. Cô chú anh chị ha, một lần đến phố biển Nha Trang thì nhớ cái view của Nhã nha. Cái view khách sạn. Khách sạn của Nhã Book tên là Panorama. Thì Nhã sẽ đặt cái viết cái địa chỉ ha. Cái địa chỉ của khách sạn ở phía bên dưới cái video để cho cô chú anh chị ra ngoài Nha Trang có thể thay được cái view nó đẹp như thế này ha. Này mà đi với người yêu đó vậy là số 1 luôn. Đó, cô chú anh chị thấy không? Tháp trầm hương. Đó. Từ lầu 27 nhìn xuống. Ồ, đẹp quá. Biểu tượng của thành phố biển Nha Trang. Có nghe mấy anh em ở Nha Trang nói đó vậy là tháp trầm hương ha. Trầm hương là cái cây gỗ quý, gỗ trầm hương. Rồi tháp trầm hương cũng là một cái biểu tượng may mắn, may mắn với người dân Nha Trang ha. Không biết có đúng hay không thì cô chú anh chị xem cái video á, có gì ai mà có cái hiểu biết hơn có thể bình luận ha, để Nhã cùng học hỏi thêm. Nãy giờ Nhã say đắm với cái thành phố biển này rồi vì ơi, ngoài biển này, xa xa ngoài biển, ngoài biển, hồ và sóng biển đánh vô. Má ơi, trên đây Nhã mới biết được là cái góc nhìn flycam nó vậy, quá đẹp. Góc nhìn flycam ở trên trời xuống ở phố biển Nha Trang, nó đẹp quá. Wow, phải nói cực kỳ. Đó, cô chú anh chị thấy đúng không? Cực kỳ luôn ha. Đã quá. Phố biển Nha Trang. Quá đã quý vị. Còn đây là cảnh dưới đường này, dưới đường xe cộ chạy. Đó, cô chú anh chị thấy không? Xe cộ chạy ha. Đó, hình ảnh cô chú anh chị đang xem á, là cảnh ở thành phố biển Nha Trang ha. Một cái thành phố phải nói là có thể gọi là thành phố biển, có cái con đường biển đẹp nhất Việt Nam đó vậy. Ở Nhã cũng đi biển nhiều rồi ha. Biển Đà Nẵng, biển Vũng Tàu,
biển Nha Trang thì Nhã thấy là Nha Trang đẹp nhất, không biết ý kiến của cô chú anh chị sao ha. Rồi Nhã cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha, chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Bye bye.